Rồi, hello chào anh em. Thì cái video này sẽ có một cái khuyến mãi giảm giá. Thì ở đây nó chỉ có một cái combo duy nhất thôi nha anh em, combo duy nhất thôi. Đó là cái thùng này. Thùng này là cái thùng của Mỹ nha. Thùng này của Mỹ, để sang lấy cái thước đo. Chiều dài của cái này nó 6 tấc hay gì đó. Đây, nó được 5 tấc 7. Thùng này nó nặng 7 kg nè, hơn 7 kg ha. Chiều ngang của nó là được là 21 cm. Cái chiều cao lên nó là được là 23 mấy, gần 24 đó. Thì thùng này còn rất là đẹp luôn, nó mới chát luôn nha, thùng mới mà. Thùng này để lâu nó bị giấy thôi chứ nó mới tan hết, mới chưa có sử dụng. Thùng này chưa sử dụng. Của Mỹ, rất là nặng. Cái này nè anh em xài nè để biết chừng nào hư nổi. Để mình lấy cái này ra cho anh em xem nè. Đó. Thấy không? Thùng Mỹ, cái đế nó khác biệt nè. Chụp cái góc này như thế này thì xài nó sẽ không có bị ấy đít, không có bị giạt đít. Đó. Nó có cái lỗ để mà thoát kiểu như là nó không bị ẩm á. Đây, có khóa cho mình luôn. Này có khóa nè ha. Thùng này thì hiện tại là giá 3,7 triệu. 3,7 triệu, nhưng mà hôm nay thì em mua nó sẽ có một cái giá rất là hấp dẫn. Thấy không? Trong cái khay sắt rất là nặng luôn. Này cái khay trên đó, làm màn Mỹ thì lúc nào làm cũng nồi đồng có đá hết ha. Giá em mua cái bộ này hôm nay 3,7 triệu là vẫn còn rẻ đó. Nhưng mà hôm nay em mua cái thùng này mình sẽ bán với giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu ha. Và tặng cho anh em một cái túi của Tony trị giá là 695 ngàn ha. 695 ngàn đó. Túi Tony, túi màu quân đội ha. Tức là anh em mua cái thùng này tính ra nó chỉ có 2,000,000 thôi đó. nặng 7 kg nha anh em. Rồi còn cái túi này nè, anh em muốn mua lẻ thì nó giá của nó là 695 ngàn. 695, mã đặt hàng của nó là TN3501 đó. Túi của Tony, túi đựng đồ nghề nè. Kích thước của cái túi này thì là cái chiều tải nặng được 30 kg nha. Thước để mình coi cái nó bao nhiêu đây. Chiều ngang là 2 tấc, chiều dài là 3 tấc. Chiều này là 3 tấc. Còn cái chiều lên là được 2 tấc 1. Chiều cao lên 2 tấc 1, có dây đeo ha. Rồi 395 ngàn túi này thì có 695 ngàn nha. 695 ngàn thì em mua cái thùng này là 3,5 triệu sẽ được tặng một cái túi này đó. Và chỉ có trong cái video này hết rồi thì thôi. Rồi qua đây là cái thùng đồ nghề sẵn đây, mình quay giới thiệu lại luôn, của Tesco, rất là xịn, dày lắm nè, made in Japan ha. Thùng này thì không có giấy khuyến mãi gì hết ha, tại vì mình chỉ còn có một cái thôi. Đây đó, thùng xịn. Đây sẽ có những cái ngăn nè, để chúng ta lấy ra tay ngăn. Dày kinh khủng luôn. Thùng này đẹp lắm, nó làm đẹp lắm đó. Đóng lại thùng ở bên ngoài, anh em xem ở trên mạng nha, nó lấy cái hình nó chụp cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà khi mà về á, anh em mua về là nó sọc sạch vậy nè, lắc qua lắc lại là nó kêu, nó cái này nè nó sang qua sang lại. Và cái khoảng cách này nó hở dữ lắm luôn. Khoảng cách giữa cái này nè với cái này nè, nó hở, nó không có dày như cái này ha. Nhìn hình thì tưởng là nó ngon lành lắm, nhưng mà khi về đem về mấy. Còn cái đây là thùng này, hình sao ha, sản phẩm sao, y chang vậy, nhận y chang vậy luôn. Cái này thì còn cái thước ở đây, nó có để đây không. Thùng này thì nó cũng không lớn lắm. Để mình đo cái thước coi. Cái này chiều ngang của nó là 36.
chiều dài chứ, chiều dài 36, chiều ngang đây là 23,5, 24 rồi 24 á. Chiều cao lên là được là 17 cm ha. Thùng này thì giá của nó là 1.970.000. Đây. 1.970.000 nè. Đó, ha. Mã đặt hàng là GL350. GL350. 1.930.000, thùng xịn cao cấp luôn, sơn tĩnh điện rất là đẹp. Anh em xài cái này là làm của luôn á, rất là bền ha. Rồi. Thì đây là hai sản phẩm mà mình giới thiệu với anh em ha. Anh em đặt hàng thì cứ nhắn tin. Còn cái thùng Mỹ này thì cái mã đặt hàng của nó nè. D483 ha, D483 3.500.000 được tặng một cái họ cái túi đồ nghề của Tone. Túi đồ nghề Tone thì 695.000. Rồi, cảm ơn anh em nha. Chào anh em, chào cả nhà.